Thành Quan Công này sao thờ Thành Quan Công? Quan Công là người Việt cổ. Người Việt cổ hả? Ừ. Ở trong ba lô có gì ạ? Cho em coi được không? Áo. Anh đạp vào dưới để gặp vợ mình hay là sao? Ừ. Hằng ngày anh làm cái công việc gì anh Sang? Thợ tiện. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì trên cái quá trình đoạn đường mà Bùi Hồ đi công việc á thì có gặp cái anh này nè. Anh đạp một cái xe đạp với một cái ba lô. Ở ngoài trước này có treo một cái tấm hình là của Quan Công. Mình hỏi anh đi đâu thì anh nói là ở Vĩnh Long. Anh ở đâu mà chạy về Vĩnh Long? Dạ. Hồng Ngự hả? Đại xe đạp về Vĩnh Long. Ủa, anh ở Hồng Ngự anh làm cái gì? Không làm gì đâu ha. Đạp xe đạp về Vĩnh Long. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Sao anh không đi xe gắn máy mà đi xe đạp? Hả? Không có tiền mua xe ha. Anh ghé đây hai anh em mình nói chuyện ghé được không? Em hỗ trợ gửi tiền cho anh. Anh còn lộ phí về không? Gần đi em gửi cho anh ít tiền. Gần đi anh. Anh còn tiền không? Không có. Không có tiền luôn hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 74. Sinh năm 74 hả? Anh đi sao đi có mình hả? Nhà Vĩnh Long. Nhà Vĩnh Long ha. Ừ, anh đi làm gì ở Hồng Ngự? Không làm gì nữa hả? Anh này là hành gì đây? Ông Quan Công. Ông Quan Công. Sao anh để đây? Không, thờ ông. Hả? Thờ ông. Thờ ông ha. Thờ ông là ngày nào anh đạp xe đạp vậy hả? Vậy hả? Có vợ con gì không? Có. Rồi vợ con đâu? Ở nhà Vĩnh Long. Nhà Vĩnh Long ha. Rồi sao anh đi làm gì ở Hồng Ngự? Ông làm cái gì? Ở ngoài sau ba lô cái gì anh? Quần áo không? Quần áo hả? Anh tên gì? Sang. Sang. Anh ở quyện nào? Hồng Ngự. Nhà anh ở quyện Vĩnh Long ở quyện nào? Nè nè em gửi tiền nè, em gửi tiền cho anh nè. Anh sáng giờ ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì hả? Thì anh sao anh Quan Công này sao thờ Thành Quan Công? Quan Công là người Việt cổ. Người Việt cổ hả? Ừ. Ở trong ba lô có gì ạ? Cho em coi được không? Áo. Cho em coi được không? Áo có gì đâu. À, anh đạp chừng nào tới dưới? Anh có chích ngừa chưa mà anh đòi về Vĩnh Long? À. Anh Sang. Anh có chích ngừa Covid chưa? Chích rồi hả? Chích mấy mũi rồi? Hai mũi hả? Cho em coi giấy chích ngừa được không? Không, để nhà Vĩnh Long à. Ngồi nói chuyện chơi. Sao anh đạp về dưới làm gì? Ngồi nói chuyện chơi. Xe con kìa, qua đây nè. Qua đây đi, ngồi nói chuyện chơi. Anh có mấy con rồi? Hai con. Hai con hả? Con của anh lớn chưa? Nó lớn là Nguyễn Cẩm Tú. Cẩm Tú. Gái hay trai? Gái hả? Gái. Hai đứa gái còn hả? Cát Tường. Dạ. Cát Tường. Nguyễn Cát Tường. Nhiêu tuổi? Nguyễn Ngọc Cát Tường. Nhiêu tuổi? Thì 74 đó. Rồi vợ anh ở đâu? Đang ở Vĩnh Long. Anh đạp về dưới để gặp vợ mình hay là sao? Ừ. Hằng ngày anh làm cái công việc gì anh Sang? Thợ tiện. Hả? Thợ tiện. Thợ tiện. Ừ. Còn vợ anh? Vợ là nạo cá. Nạo cá. Làm thợ tiện ở đâu? Dạ. Xúc vô đây nè xe. Xúc vô đây em hỏi cái. Thợ tiện ở đâu? Thợ tiện ở đâu? Ở Hồng Ngự đó. Ở Hồng Ngự ha. Hết tiền ở gì mà đạp cái đạp vậy? Hả? Hết tiền hả? Rồi đạp về dưới rồi có nghỉ ngơi gì không? Hả? Dạ. Đó là chết chắc sao? Anh cho biết tội con anh thờ này đi.
Tại sao anh bà ông để anh để ông ở đây? Nè. Tại sao anh để ông ở đây? Hả? Ồ, anh Sang này kìa còn có. Thì anh Sang vừa chạy theo vừa nói chuyện với cô bác anh chị, ảnh mình thấy mình ảnh đạp xe đạp. Ảnh đội ở đằng kia. Anh nói là anh đạp về Vĩnh Long mình cứ nghĩ anh là một cái con người nó sống hơi lập vậy á, nhưng mà qua trò chuyện với anh thì thấy anh cũng khá là bình thường. Sáng giờ anh ăn uống gì chưa? Ăn chưa? Ăn rồi, ăn gì rồi? Cơm hả? Đạp gì mệt dữ không? Hai đứa con anh ở với vợ hay vậy? Ở với vợ ha. Dạ. Hả? Sao? Vợ năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 74 luôn. Đạp mấy ngày rồi anh? Đạp từ Hồng Ngự về đây lúc mấy giờ anh đạp? Dạ từ sáng giờ luôn hả? Bây giờ thất nghiệp chạy về hay là sao? Dạ thất nghiệp ha. Ở tiện nữa bạn, bây giờ thất nghiệp phải chạy về. Trời ơi, ở trên đó anh có ở nhà trọ hay là anh ở đâu? Ở nhà thôi á. Ở nhà người ta ha. Rồi anh đem đồ về hết luôn, đem theo từ ông Quan Công về luôn cho ông phù hộ cho mình. Thì đạp đi tới chiều về tới Vĩnh Long không? Hả? Tới ha. Rồi sao anh không mang khẩu trang? Đeo vô đi, đeo vô đi, đeo vô đi để được công an bắt á. Đeo vô để công an bắt á. Hôm nay lần đầu tiên ra đường mà gặp anh Sang gì. Đó. Mình gửi tiền cho ảnh chút lộ phí ảnh về quê. Anh không còn tiền luôn. Anh đạp xe là không có tiền luôn hả? Từ tỉnh đây không có tiền gì luôn. Rồi nãy ăn cơm tiền đâu ăn? Dạ. Dễ rồi từ thiện nha. Anh tranh thủ anh đạp. Mình không biết nói như thế nào rất là khi mà gặp anh Sang mà đạp xe như thế này. Mình cũng tình cờ thôi, nhưng mà tại lý do là gặp anh treo một cái hình của Quan Công á, nên mình thấy khá là lập dị nên mình hỏi anh. Đạp gì mệt dữ không? Hả? Mệt ngồi nghỉ. Còn không mệt là đạp tiếp. Đi dọc đường có ai hỗ trợ anh không? Có ai cho tiền anh không? Anh cho thôi. Hả? Anh cho. Trời ơi. Vợ hổng về ở đâu? Ở Vĩnh Long hả? Còn ở với vợ không? Còn. Cô Vích là đi cẩn thận nghe chưa? Nghe anh coi anh Sang. Rồi bye bye anh. Chào chào anh. Chào anh Sang ơi, anh có điện thoại không? Không có gì hết hả? Ôi giời. Anh ơi, hồi nãy em hỏi anh ở Vĩnh Long anh ở huyện nào? Bình Minh. Dạ, đây xuống Bình Minh là cũng
đây xuống Bình Minh là gần cả 100 cây á, gần cả 100 km luôn mà anh phải đạp chiếc xe đạp này nè. Ồ. Phải nói là mỗi người mỗi cảnh, không biết đường đâu. Ở ra dịch bệnh rồi có ai hỗ trợ gì tiền ăn uống gì không? Không luôn ha. Thôi bye bye anh, sang em đi nha. Chào anh. Hẹn. Dạ dạ, chào anh nha.